Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 11 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam đã tới thủ đô Washington, Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hai bên theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Robinette Biden Jr. thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quân sự Andrews có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, một số cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Chuyến tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác ASEAN-Hoa Kỳ được thiết lập từ năm 1977, trải qua nhiều giai đoạn, đạt kết quả khả quan trên các bình diện khác nhau, cả trong hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Sau 45 năm, lòng tin được nâng cao, thương mại đầu tư được tăng cường, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc tế và khu vực nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, việc củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ là rất cần thiết, là quan tâm chung của cả hai bên, trong đó có cá nhân Tổng thống Joe Biden. Dự kiến trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp lãnh đạo một số bộ, cơ quan, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả tại Hoa Kỳ, thăm các cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục của Hoa Kỳ, tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. Thủ tướng cũng dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa rất quan trọng nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đại hội lần thứ 13 của Đảng, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đề cao vị trí và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác của ASEAN với Hoa Kỳ, một đối tác quan trọng của ASEAN, tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển, hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài trên tất cả các lĩnh vực. Sau khi đến Hoa Kỳ, từ 20 giờ đến 22 giờ 30 phút tối nay ngày 11 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thương mại và gặp Thượng nghị sĩ Patrick Leahy và một số nghị sĩ Hoa Kỳ. Truyền hình Nhân dân sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tin trong các bản tin thời sự tiếp theo.